Rồi hello cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh chị em, cô chú và quý khách hàng gần xa đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình ha. Thì hôm nay thì bên em cũng có làm ra một số chân vịt trước khi gói gửi cho khách hàng. Thì mình cũng làm một cái video ngắn đăng lên cho anh em xem tham khảo. Và anh em nào có nhu cầu sử dụng những cái mẫu mình quay nói trên video này thì anh em cứ trực tiếp alo về số điện thoại cho mình ha, là Nguyễn Toàn, địa chỉ Đầm Dê, Cà Mau nha anh em. Rồi thì hôm nay thì nội dung thì dòng đa số là hai cánh thái với ba cánh thái nha anh em. Dòng nhông trái có và cốt thẳng có. Thì đa số hôm nay thì cái video này anh em dặn cốt thẳng nhiều, đa số là cốt thẳng 13 tới 20 nhiều hết anh em. Đó. Thì cái mẫu này cho anh em sử dụng cho máy từ 13 tới 20 HP, cốt thẳng trực tiếp. Đó, thì mình quay cận cảnh bên trong bên ngoài cho anh em xem ha. Thì nhẹ kìm rút nước cho anh em đi làm ăn ha. Rồi kế tiếp là cái mẫu nhông trái nha anh em. Cái này thì mẫu 4 tấc tay thỏ cánh bầu nha anh em. Đó, con 25, gắt dày dặn cứng cáp cho anh em sử dụng ha. Anh em nào sử dụng hộp số nhiêu, tua nhiêu thì anh em báo mình ha, mình canh chỉnh cái dịch hợp lý cho anh em sử dụng ha. Rồi thì kế tiếp cũng là cái dòng nhông trái luôn anh em. Cái này là 3 tấc 8 cánh nhọn, góc nhọn nha anh em. Đó. Hàng này thì 3 16 anh em, hàng chuẩn anh em đi không gò gỉ xét ha. Con 25. Cái này thì mẫu cũng từ 13 tới 20 luôn em. 11 cc. Rồi cánh này cánh 2 tấc 4 anh em. Cánh AB cánh 2 tấc 4. Mình sử dụng cho máy từ 13 tới 20, mình đi thiên về tải nha anh em. Hoặc là máy dầu, máy dầu máy quay một máy anh em. Từ D6, D8, D10. Đều sử dụng được những cái mẫu như mình nói trên này. Rồi kế tiếp là cái này thì từ 20 tới 25 HP một máy nha anh em. Hoặc anh em nếu đi anh em đi hai máy thì đi được 22 HP, lồng 70 mấy nha anh em. Mình không chính xác được, hình như 77 78 gì đó. Hai máy 20 ngựa. Một máy 20 ngựa tới 25 ngựa. Từ lồng 94 96 đó anh em, một máy. Anh em sử dụng mẫu này cứng cáp ha. Nhẹ kìm đi có tốc độ cho anh em. Rồi kế tiếp mẫu này thì cánh lá vàng anh em. Từ 13 tới 15 18 cốt thẳng anh em. Những cái này thì anh em đi cho anh em đi những cái vỏ hơi nặng thì rất là ok ha. Nhẹ kìm rút nước cho anh em. Đây thì nguyên một lô 11 cc anh em. Thì đồ thì ngẫu nhiên ha, trúng đâu thì mình quay lên cho anh em xem ha. Đó. Mẫu 11 cc hết. Chục cái luôn anh em ơi. Nay trúng 11 cc rồi. Đây, còn ở đây là một cái dịch này thì mình quay sát vô cho anh em xem. Cái này thì chân dịch cano ha. Hai cái thì một cái lớn cái nhỏ nha anh em. Từ 4 tấc tới 6 tấc nha anh em. Cái này thì 5 tấc mấy, cái này thì 5 tấc. Cái này 5 tấc 6. Mình quay nghiệm can dịch lên cho anh em xem. Từ bên trong bên ngoài mình làm đều bóng bẩy cho anh em ha. Đây. Mình sẽ lật ngược lại. Đó, thì nó nặng quá mình một tay quay một quay hơi khó nha anh em. Đó, thì mình lật ngược lên mình quay nó cho anh em xem gì. Đó, nó cũng bóng bẩy đều như bên ngoài hết anh em. Còn cái này thì cũng vậy luôn em.
Đó, mình lật ngược lại cho anh em xem luôn. Một cái này thì 5 tấc nha anh em, 5 tấc đủ, còn cái này thì 5 tấc 6. Trời thì hôm nay ổng hạ nhiệt anh em ơi, à, nó không có ánh sáng á. Nếu anh em đi từ dòng máy hộp số những cái cánh cano này thì rất là bền cho anh em ha. Đó, anh em nào có sử dụng những cái mẫu cano nhông trái này thì anh em cứ điện cho mình tư vấn trực tiếp cho anh em. Nội dung thì hôm nay chỉ có nhiêu đây anh em ơi, thì một số dòng cốt thẳng với một số nhông trái ha. Đó, thì đầu tuần thì mình cũng chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe ha, làm ăn được thành công. Rồi thì video mình quay đến đây cũng xin kết thúc ha. Mình chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những cái clip tiếp theo của kênh mình ha. Anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like nha anh em, và một lượt đăng ký ha, và nhấn vào chuông thì bên mình sẽ cập nhật những cái video mới nhất cho anh em xem ha. Rồi mình chào tất cả anh em ha.